Xin chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành. Và hôm nay thì có một cái đoàn cải lương Hương Biển về đây để phục vụ bà con, cô bác trong những đêm nay và đêm tiếp theo nha. Và bây giờ thì kênh Lang Thang Sông Cầu sẽ quay lại cho cô chú, các anh chị và các bạn cái không khí mà trước giờ biểu diễn tối đêm nay tại khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu nha. Đây, bây giờ thì cô chú, các anh chị và các bạn thấy là bây giờ là đã rất là nhiều bà con đã sẵn sàng cho đêm nay để xem diễn cái lương đây nha. Chúng ta xem là các em thì các em nhỏ thì đã đây rất là nhiều các em nhỏ nha, rất nhiều các em nhỏ đã có mặt tại khu vực này để chuẩn bị cho buổi tối đêm nay nha. Rồi đây là có một anh vlog quê hương Việt Nam Bắc cũng đang có mặt ở đây nha. Xin chào quê hương Việt Nam Bắc nha. Rồi, xin chào. Rồi, xem nha, rất là nhiều các em này. Ta xem là các nghệ sĩ của đoàn Hương Biển cũng đang chuẩn bị này để cho tối đêm nay để phục vụ bà con nha, khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành và bà con khắp nơi chúng ta ở đây. Cô đêm nay là cô sẽ diễn trong cái vai gì hả cô? Mày không để cô biết, cô không biết nói gì luôn con. À dạ. À, đêm nay là cô diễn trong vai một người mẹ. Một người mẹ. Rồi. Dạ cô ơi, đêm nay là cái đoàn của mình sẽ xuống diễn cái tuồng gì tối đêm nay à cô ạ? Nước mắt nàng dâu con. Nước mắt nàng dâu ạ. Và đoàn của mình sẽ diễn ở đây trong mấy đêm cô? Khoảng ví dụ như 5 đến 7 đêm ạ. À, con cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe. Đây là anh Hài Tiểu Trung Trung, qua bên anh Hài Tiểu Trung Trung đó. À, đây là một cái chào anh ạ. Dạ chào anh ạ. Dạ em là kênh Lang Thang Sông Cầu. Dạ. Cho em phỏng vấn anh một chút ạ. Dạ. Dạ. Anh là một diễn viên của đoàn Hương Biển ạ. Dạ đúng rồi. Dạ danh hài Tiểu Trung Trung. Danh hài Tiểu Trung Trung của đoàn Hương Biển ạ. Dạ. Dạ. Tối nay thì mấy giờ thì mình về bắt đầu ạ anh? Dạ 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi bắt đầu ạ. Dạ 7 giờ rưỡi là chương trình phổ diễn ca nhạc. Dạ dạ. Dạ 8 giờ là bước vào chương trình cải lương. Dạ dạ cảm ơn anh. Anh tối nay là anh sẽ diễn trong cái vai gì anh? Dạ tối nay là Tiểu Trung sẽ hát trong vai là Tèo. Tèo ạ. Dạ. Hai ạ. Hai là Tèo. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ, dạ, dạ. Chúc anh chị với cô sẽ có nhiều cái cống hiến cho nghệ thuật ạ. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Chúc cho bà con cô bác và đất nước Việt Nam mình an toàn và sống sức khỏe dồi dào. Dạ. Làm ăn phát tài phát đạt một dạ. Năm mới dạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ thay mặt kênh Lang Thang Sông Cầu cảm ơn anh dạ. Và chúc sức khỏe anh và các anh chị trong đoàn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn anh em cùng đem coi xưa dạ, xin cũng không biết nói gì hơn, chỉ cầu chúc cho các anh em đem sang đang xem đài. Dạ. À, có một buổi xem đài vui tươi, dạ. Tràn đầy hạnh phúc, dạ. Làm ăn phát tài, năm mới an khang thịnh vượng, dặn sự nghĩ là làm ăn phát tài. À, dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh. Rồi chúng ta tiếp tục rất là nhiều. Hello. Rồi. À. Đây anh cầm này chứ. Anh là tên gì? Em chào anh ạ. Em là kênh Lang Thang Sông Cầu. Hôm nay thì em rất là vui vì đi ngang qua đây thấy cái đoàn Hương Biển của anh đang để chuẩn bị cho tối đêm nay để phục vụ bà con khu phố Dân Phước và các bà con ở khắp nơi chúng ta về đây để xem. Anh có thể giới thiệu tên và cái vai trò của mình trong đoàn không ạ? Kính chào các anh chị, các bạn bè trên lớp, là mình là Nam Nghệ Sĩ Ngân Thiện. Trưởng đoàn ca nhạc cải lương Hương Biển. Dạ. Thì hôm nay mình về đây phục vụ thì được sự cho phép thống nhất của chính quyền các cấp lãnh đạo địa phương và cũng như ủy ban dân phường. Dạ. Và quán thông tin thị xã Sông Cầu và cũng như quán thông tin huyện. Dạ. Cũng như đã tạo điều kiện đoàn về đây phục vụ quý vị là bảo tồn ngành sân khấu cải lương dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta và cũng như tỉnh Quyên. Dạ. Con phép hành vế cho quý vị khán giả bà con chúng ta. Dạ. Mà đoàn về đây là chỉ phục vụ là chỉ từ thiện cho bà con ủng hộ cho đoàn. Dạ. Anh em nghệ sĩ trong đoàn thì đoàn đi phục vụ là không bán vé. Dạ. Cũng bảo tồn ngành sân khấu của tỉnh nhà chúng ta. Dạ. Như là mình là Ngân Thiện Nam Sĩ Thiện là trưởng đoàn ban nhạc cải lương Hương Biển. Dạ. Đưa đoàn vào đây phục vụ trước khi phục vụ nhân dân bà con của chúng ta là vui. Dạ. Điểm hai nữa là bảo tồn ngành sân khấu. Dạ. Mong quý vị khán giả chúng ta đến xem một tập cũng như cổ vũ và ủng hộ cho đoàn. Dạ. Cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Anh cho em hỏi thêm một chút ạ. À, cái đoàn của mình là ở đâu anh? À, cái đoàn mình là thị xã Đông Hòa, Phú Yên. À, thị xã Đông Hòa là khu quê hương Phú Yên ạ. À. À, tối nay là cái chương trình tối nay của mình là gồm có mấy nội dung anh ạ? À? À, chương trình là tối nay là 30 phút ca nhạc. Dạ. À, anh em nghệ sĩ đoàn và với một kịch bản cải lương là một sách kinh hiệp rất là nổi tiếng, kịch bản được mang tên là Dì Hiếu Đồng Tình.
Dạ. Một cái bản màu sắc cái nghiệp mà đoàn đã lưu diễn thành công và cũng như là dàn dựng công phu suốt mấy năm qua. Dạ. Một cái bản rất chất lượng. Dạ. Rồi, cảm ơn cái cuộc trao đổi rất là thú vị của anh. Chúc cho anh và các anh em nghệ sĩ trong đoàn sẽ có nhiều các cái đêm diễn nghệ thuật để phục vụ bà con ở khu phố Trần Phước và bà con ở khắp nơi ạ. Dạ, rồi, vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Rồi, chúc sức khỏe anh. Trời. Rồi, quay lại cho cô chú và các bạn một chút hình ảnh này nha. Và những cái hình ảnh này cũng cho phép tôi được khép lại cái video quay lại đoàn cải lương Hương Biển phục vụ cho bà con khu phố Trần Phước tối đêm nay và những đêm tiếp theo nha. Mong rằng qua cái video này, cô chú, các anh chị và các bạn của kênh Lang Thang Sông Cầu chúng ta nếu ở gần khu phố Trần Phước thì chúng ta có thể vào đây để xem biểu diễn nghệ thuật của các anh em, các anh chị trong đoàn cải lương Hương Biển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ. Rồi, xin chào các em nha, xin chào các em.